Câu hỏi tiếp theo ạ. Bác sĩ cho mình hỏi những dấu hiệu ban đầu của ung thư là gì? Vì dạo gần đây mình hay bị tức ngực nhưng mà ấn vào thì không thấy đau ạ. Tôi cũng không rõ, bởi vì là ở trên tôi đã chia sẻ những cái dấu hiệu, ví dụ như là mình thấy đau tức một bên ngực này, rồi thì có thể là thay đổi cái kích thước của vú này, thay đổi màu sắc của vú này, rồi núm vú thì có thể bị tụt, bị vẹo hoặc là tiết dịch ở núm vú. Thì ở đây bạn cũng chỉ nói là cảm thấy tức ngực, thì tôi không rõ là cái cảm giác tức ngực của bạn là ở cái phần nhu mô vú hay là bạn tức ở bên trong, hay là bên phải hay bên trái, bởi vì nó còn liên quan đến tim, đến phổi và đến các cái vấn đề khác nữa. Thế cho nên là tôi khuyên bạn, nếu mà mình cảm thấy tức ngực, nếu mà cái nó chỉ thoáng qua thôi, hoặc là mình dùng thuốc giảm đau 1-2 hôm nó hết thì thôi, thì bạn theo dõi thêm cũng được. Nhưng nếu mà bạn dùng thuốc giảm đau không đỡ, nó tức ngực nhiều và nó liên tục, thì tôi vẫn khuyên bạn là bạn cần phải đi kiểm tra để loại trừ một số các cái bệnh như là tôi đã chia sẻ ở trên.